đang là Huế Lóc Cẩm Đỏ, Dương Phạm Hùng và Nam An Lóc Cẩm Thanh về đồng chí. Ban tổ chức giới thiệu tranh thi đấu hàng cân 74 kg của vận động viên Nguyễn Mạnh Cấn và chủ tịch Huế Lóc Cẩm Đỏ, cặp viên Dương Phạm Hùng và Nam An Lóc Cẩm Thanh. Dương Phạm Hùng Dương Thoại Phùng, Dương Thoại Phùng. Cái này hết rồi, hết các trọng tài chủ đề trận đấu. Dương Thoại Phùng. Bắt đầu. Yeah.